suối với vô cùng nghệ thuật. Cái này xem nào. Ba ngày đem toàn hàng kỹ đi này nhỉ. Đây, đi ra tác phẩm cuối có 102 cao tầm 70 hơn 70 cả gốc hơn 70 tất cả bầu. Nó hơn 3 triệu thôi. Có vì anh có vay cho tải không? Đưa vô rồi mấy cây vào tải. Không cây nào cả, vì là ông không giả cho cái cây này. Có vì vào đây nói phép nói em giả bị nhiều mọt chứ. Có vì vào đây nói phép nói em giả bị nhiều mọt chứ. Đẹp quá. Không bây giờ cái cây em đọc quần vào. Thật đồ đấy, ghê đấy. Trang này gớm mặt đấy. Hoa đang ra sắp kín rồi, cả tán rồi. Đẹp, mà cái đẹp. Chú đều ăn được gì không? Còn đều ăn được gì không? Trong đây đi vệ sinh rồi. Bác còn mang cây hay quá đi nhỉ? Cây mai này bao tiền này? Cây mai này bao tiền? 10 à? 10. Bác hôm nào hôm qua dặn lấy cây 10 ấy, có cây 10 ấy. Vâng. Sao này? Tác giả đây à? Vâng, không, nói đây. Đây là bản quyền rồi. Kỹ quá. Thằng này đem đi triển lãm thì ok quá rồi. Không chơi vào đâu được rồi. Tán kỹ lắm rồi. Thank you.
Đang ở nhà à? Mày có Zalo đéo đâu mày? Không đâu. Bảo hai mấy mười mấy triệu á. Chắc là toàn miền Nam ra thôi, rất ổi, ổi đang bay. Mai chú Thủy ở đặc trưng miền Nam là rồi tán đấy. Thì Trang thì là miền Nam rồi. Cái xanh kia là đang bảo 23 triệu thôi, 23 triệu. Whatever.